Hello em. Hello. Rồi rồi, giờ chuẩn bị nhận xe thôi. Anh em mình coi như là sẽ cá nhân hóa nó chút xíu ha. Dạ. Rồi chơi, cá nhân hóa nó chút xíu sao cho nó độc đáo, cho nó lạ hơn. Dạ. Nhưng mà trước đó ngồi nói chuyện chơi chút xíu. Tới giờ này còn biểu diễn hay gì không em? Dạ em vẫn còn. Dạ. Này chơi game show với em mới quay MV mới. Tại vì hả, cái hồi xưa hồi thời của anh là anh mê em dễ sợ. Ở đây anh có một bạn là thần tượng của em nè, bạn đồng nghiệp của anh nói với anh là Ti là một trong những ca sĩ mà vừa hát vừa nhảy dữ nhất Việt Nam không Ti? Dạ. Biểu diễn anh bài coi thử đó. Nói đùa chứ ok. Giờ hai anh em mình ra coi thử cái đầu tiên đề can. Dạ. Ha. Cái đề can thì như em mong muốn là anh cho nhập gấp cấp tốc về luôn á. Quy, lấy cái đề can ra đi Quy. Đây. Đây là cái đề can. Đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Đúng ý chưa? Đó, như những gì em gửi cho anh. Anh cho nó gặp gấp về cho em luôn. Đây là một tím đen. Dạ. Nó có chiều sâu á. À, nó có chiều đen ở đây à? Đúng rồi. Khi mình gấp tầm tối, hơi tối màu xuống. Coi như là bên anh thì sử dụng cái màu là màu chuyển. Tại vì nếu như mà mình dán cái màu thông thường á thì nó quá bình thường. Dạ. Mình phải dán những cái màu nào mà sơn không ra được á thì mình nó chơi giống như em nhìn trong cái mớ đề can này trong đây cho anh. Mấy cái màu là nó có sự chuyển sắc hết. Nên anh đang để mẫu mấy cái thôi. Dạ. Nó chuyển hết. Không. Đây xe này mới dán xong nè. Đó. Còn nhìn chắc nha. À, xe này là lên full. Xe này là anh lên full cho nó luôn là mâm C63, cabo C63, cản C63. Full hết, xe này mới dán đổi màu luôn. Thì là theo cái nguyện vọng của em thì là đây, còn cái này cho em nữa nè. À. Đây là hệ thống bô rest chính hãng, nguyên một bộ luôn. Nguyên một khối luôn. Không, nguyên một khối luôn. Đây. Nguyên một khối luôn, không có phải chế biến độ gì hết trơn. Đây là bây giờ anh sẽ cho em nghe thử cái hệ thống bô. À, cái bản này là nó chỉ có 1.5 thôi. Xe của anh em mình là 2 chấm. Nhưng mà em nghe thử cái tiếng 1.5. Em vô ngồi bên kia thử đi. Em vô ngồi bên kia thử đi. Rồi em đặt thẳng em đề thử cho anh nha. Rồi em nạt thử đi. Bề quá. Bề ha. Nhưng mà chưa nè, em coi nè. Cái hay của cái hệ thống bô này á là nó cảm biến bằng cử chỉ. Em chỉ cần vuốt tay nhẹ qua vậy nè. Nó sẽ đổi chế độ. Đó. Đó. Ồ. Là tiếng em vuốt nhẹ qua cái anh vuốt này nè. Đây là tiếng auto, màu cam là auto, có nghĩa là lên 3.000 tua nó mới đổi tiếng. Em đạp thử rồi không? 3.000 tua mới đổi tiếng không? Vuốt cái nữa nè, màu xanh là về. Đạp thử rồi đó. Hệ thống bô em sẽ như vậy. Cái này nó rất là hay. Đây là một hệ thống bô chính hãng luôn, nó không ảnh hưởng bất kỳ gì tới cái điều kiện bảo hành này kia của xe. Dạ. On off tùy chế độ, thích êm là êm, thích hay là hay, không thích hay là hay. Rồi thích auto là mình để khi mà máy mình nạp vô á. Nhưng mà này em phải nhớ này mới có 1.5 thôi. Dạ. Lên cái xe của mình nó uy lực mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Của mình là hai 2.8 turbo mà 252 mã lực lần. Dạ. Cái mô ben xoắn của mình nó cao hơn. Đó. Em nạt thử lần cuối coi đã phân tích. Đó, giờ nó về là êm. Dạ. Không, cam là ô tô, xanh là nổ. Nhưng mà em biết sao không? Tại vì xe của Mẹt á, nó là động cơ turbo tăng áp. Dạ. Thành ra khi đậu một chỗ, cái tiếng nó chưa đủ hay đâu. Dạ. Khi em chạy, cái tiếng nó sẽ khác hẳn hoàn toàn. Tại vì khi mà chạy vận hành á, lúc đó sướng hơn, rất tuyệt vời hơn rất là nhiều. Rồi. Quá tuyệt vời rồi. Rồi, vậy thôi. À.
đã làm cho một người bạn của anh Hoàng. Bô của Ti là nó còn dữ hơn nữa. Không phải, cái hệ thống bô này gắn vô xe em nó dữ hơn nữa. Dạ. Chứ cùng một loại hệ thống. Đây là hàng anh bên anh là nó nhập khẩu chính hãng. Dạ. Có bảo hành rồi này kia rất là đàng hoàng. Tháo gỡ lắp ráp nó rất là đơn giản, không có cần phải chế biến cầu kỳ gì cả. Dạ. Tại vì bên mạc thì là nó có một số cái nó liên quan tới bảo hành. Em hiểu không? Nếu mà mình gắn mà không có đúng á thì nó sẽ ảnh hưởng tới điều kiện bảo hành chính hãng thì không có hay. Dạ. Ở đây thì mục tiêu của anh làm là tất cả mọi thứ sau khi mà mình nâng cấp lên mình vẫn phải được bảo hành đồ này kia đàng hoàng. Đó, thì thôi, giờ chờ anh. Dạ. Làm đẹp xong, độ xong rồi giao xe thôi. Dạ. Ok. Đúng rồi, hãy chờ đợi nha, chờ đợi. Ok. Vô Tì ơi. Vô. Yeah. Chào em. Đi vô đây. Rồi ở đây ngồi với anh. Đây ngồi đây chơi. Ngồi đây chơi chút xíu, anh em nói chuyện chơi chút trước khi mà bà coi con xế cừng của em mà lột xác. Ôi ôi, hôm bữa anh làm cái clip giao xe cho em xong về post YouTube cũng hot quá trời. Dạ, nói chung là anh thấy khán giả cũng coi như là chúc mừng em rất là nhiều. Dạ. Không? Chúc mừng cho cái sự quay trở lại của em. Dạ. Anh có tìm hiểu trên trên mạng, trên báo á, thấy em chia sẻ. Dạ. Em chia sẻ nhiều về cái chuyện mà em chuẩn bị tách ra solo. Tách ra solo làm riêng rồi này kia, rồi cái câu chuyện mà người đàn ông 30 tuổi rồi này kia nhìn lại rồi này kia, kể anh nghe cái chuyện đó được không? Dạ. Thì em tách nhóm cũng được 3 năm, cũng hơn 3 năm rồi. Ừ. Thì nói chung thì có nhiều cái nó không có thể mình nổi loạn được cái nghệ thuật của mình. Cái nghệ thuật của mình. Nên em đã quyết định em ra solo. Thì khi ra solo thì cũng được rất là nhiều bạn ủng hộ. Và cũng có một con đường riêng của mình để hướng tới. Như vậy thì mình cũng có một chút gì đó gọi là sự giúp đỡ của các bậc tiền bối, các anh chị, thì mình cũng có một hướng đi riêng. Nói chung là một lần nữa anh chúc mừng em. Dạ. Hy vọng cái người bạn mới này em vừa mới lấy. Dạ. Sẽ đem đến cho em thật nhiều cái may mắn cho con đường solo của em. Dạ. Nhưng mà em biết sao không? Hồi xưa anh nhớ cái thời mà nó mới có Facebook với YouTube. Dạ. Lúc đó là anh thấy hả, trời ơi gì đâu mà cái clip tụi em được chia sẻ rất là nhiều luôn á. Dạ. Thì lúc đó là tụi em có làm YouTube chưa? Dạ chưa, lúc đó tụi em chỉ biết đi hát thôi. Lúc mà cái thời năm 2010 á, bắt đầu là nhiều người biết đến tụi em lắm. Lúc đó tụi em vẫn chưa biết chơi Facebook, vẫn chưa biết YouTube là gì á. Tụi em chỉ biết đi diễn hết tất cả các tỉnh thành ở trong nước Việt Nam mình thôi. Dạ. Ổn ha. Dạ. Chứ hồi đó mà làm YouTube chắc giờ cũng mấy cái nút vàng rồi chứ. Dạ. Dạ. Nhưng mà vậy là giờ có làm lại chưa? Dạ thì em cũng có một cái kênh YouTube riêng của em, đó là TT Obstacle. Và Facebook của em là Linh Phương Phạm. mọi người coi clip nhớ về subscribe cái kênh của Ti nha. Đây là một trong những cái mà anh rất là thích hồi trẻ. Nên thực sự là em là gần như là gắn liền với thời thanh xuân của tụi anh. Dạ, tóc tai rồi đấy. Chất ha. Nó luôn luôn nó có cái hướng đi nó khác chút xíu. Nhưng mà thật sự khi mà gặp lại em, khi mà sau bao nhiêu năm trời, thấy rõ ràng được cái sự gọi là trưởng thành và trưởng trạc trong em rất là nhiều. Dạ. Hôm rồi mà khi mà em biểu diễn, có nhiều bạn comment kêu sao mà không kêu em biểu diễn cú Santo, một cú Santo đó huyền thoại nữa mà. Hả? Dạ, cái Santo đó là Santo đó. Em biết Santo đó là em tự tập luôn á. Em tự tập ở nhà em mà tới nỗi mà hư luôn cái niệm của mẹ em luôn. Nhưng mà anh có nghe bài một bạn nào nói với anh đó là có lần em Santo cú nào mà sập sân khấu luôn đúng không? Dạ, có đợt đó em sập sân khấu mà tưởng chết. Ghê vậy? Sập sân khấu mà em biết lúng hết nửa người vậy à. Mà lại có cây gỗ á, nó đâm xuyên qua qua cái mặt mà nó đâm xéo qua đây nè. Ờ. Mà ngay mặt đó là lúc đó là chắc là
đi luôn mắt luôn. Ghê ha. Đó là cái tai nạn nghề nghiệp mà cũng có thể là lớn nhất của em. Ồ, thôi bây giờ chúng ta cùng ra coi sau khi mà anh coi như là làm nhẹ con xế cưng của em rồi coi giờ nó như thế nào ha. Đi. Đồng quá. Đi. Đây thì là coi như là đúng vào cái sự lựa chọn của em ban đầu, phải không? Thì em nói là em có thích cái màu này, em có lựa chọn cái màu này rồi. Dạ. Thì anh đã coi như là insert lên chiếc xe của em. Dạ. À, rồi bây giờ chúng ta coi thử nha. Dạ. 1, 2, 3 vô. Đây, đây là màu tím chuyển sắc. Dạ. Màu tím chuyển sắc. Nó có cái màu sắc, nó thiệt sự là nói là có thể sơn rồi, chưa chắc đã ra được em. Dạ. Nó có sự chuyển nhẹ, nhiều góc. Có đổi góc nó sẽ tím hơn, có cái góc nó sẽ đen đi. Nhìn nó rất là hay. Dạ. Và tại vì anh cũng trả lời luôn với Ti là với mọi người luôn là các bạn hay thắc mắc là nếu như mà dán đề can như vậy thì ra ngoài đường có bị mấy chú công an phạt không? Chắc chắn là phạt nha các bạn, tại vì nó sai với lại cái giấy đăng ký xe của mình. Nhưng nếu chúng ta sau khi chúng ta đổi màu xong và chúng ta quyết định giữ luôn cái màu này thì chúng ta có thể là xin thay đổi cái màu xe trong đăng ký gốc. Dạ đúng rồi. Và bên anh cũng có cái dịch vụ đó cho em. Dạ. Và coi như là xe này anh đã đổi cho em rồi và em không còn sợ chú công an phạt nữa. Dạ. Chứ màu này màu độc như vậy ra đường là chắc chắn là sẽ bị phạt đó. Dạ. Giờ bên mình có ai làm cái màu này chưa? Chưa, nếu mà nói về tím rệm tìm sim như vậy là chưa. Dạ, tính đầu tiên của em ở ngay tại cái Mercedes Benz của anh. Dạ, đúng rồi. Mà người ta cái nó có cái chương trình, nó có chương trình đang hot ở trên mạng á. Dạ. Thì người ta hay dùng từ là tím rệm tìm sim. Tại sao em lại chọn cái màu tím này, em tâm sự cho anh ơi. Màu tím này thật sự thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên mà em muốn nói ra là em là màu tím thủy chung. Ghê. Màu tím thủy chung là mọi người con gái ai cũng đều thích hết. Nó bắt mắt trước là màu tím. Mình là đàn ông mà mình đi màu tím nữa thì tất nhiên là mình sẽ thể hiện được cái gì đó gọi là cá tính và một cái gì đó gọi là thủy chung của mình. Của người nam và nữ yêu nhau. Đó nói chung là mình cũng không có nói được trước điều gì. Đúng rồi. Em thích màu tím. Ok. Rồi. Đó là một cái nhỏ ha. Bây giờ tới phiên cái phần mà em yêu cầu. Giờ em anh mời em vô lấy chìa khóa và thử cái âm thanh hay người ta còn gọi là cái uy lực của xe của em sau khi mà anh insert cái hệ thống Bores chính hãng cho em nó ra như thế nào nha. Rồi giờ anh đứng đây anh ấy thử nè, anh đứng đây anh nghe thử, em cứ để thử nha. Em thử đi, em thử nẹt thử coi. Biển của cái này là em sử dụng cử chỉ để em thay đổi cái tiếng nổ giống như vậy. Em đạp thử đi. Đây tiếng em ha. Rồi giờ em thử đi. Rồi màu vàng là auto. Thì khi mà tua trên 3000 thì nó sẽ nổ tiếng. Em đạp thử tua lên trên 3000. Đó, như bình thường em đi, em có thể đi ô tô được. Đó. Rồi màu xanh là nổ luôn. Rồi, nổ luôn. Hết bài. Dạ. Quá ghê luôn. Ngon lành. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Yeah, quá tuyệt vời. Rồi. Bây giờ đi chơi thôi, vi vu thôi. Sau này còn cần nâng cấp gì thì cứ alo anh nha. Rồi.
Bây giờ anh mở cửa cho em ra luôn. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn em đã coi như là mua xe của anh xong rồi còn đến bên anh để mà ủng hộ cái dịch vụ của anh. Dạ. Hy vọng anh sẽ luôn luôn đồng hành cùng em. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều là cũng đã hỗ trợ em từ lúc mà mua xe đến khi em làm xe luôn. Rồi, ok. Dạ, em cũng rất mong là nếu mà mang cái xe này, mang cái sản phẩm này ra ngoài để gặp tất cả bạn bè của em, đi công tác ở đâu đó, ai có hỏi về vấn đề mà đậu xe hoặc là vấn đề mà tân trang gì xe thì chắc có lẽ là em sẽ giới thiệu cho anh. Rồi, cảm ơn. Ok, bye bye mọi người. Rồi, ra luôn ngon lành, nó đẹp dễ sợ. Thẳng xe luôn em, không sao hết. Thẳng xe luôn, thẳng xe luôn. Ghê thiệt.